Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nóng lên khi cuộc chiến đã bước sang năm thứ ba. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến mới nhất xung quanh cuộc chiến chưa có hồi kết này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Quốc hội Mỹ trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với tờ Washington Post. Hãy cho Ukraine vũ khí để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Nếu không, Ukraine sẽ leo thang các cuộc phản kích vào sân bay, cơ sở hạ tầng và các mục tiêu chiến lược khác của đối phương. Ông Zelensky nói những lời trên khi đang ở trong một khu phức hợp của phủ tổng thống, được canh phòng cẩn mật và có các bao cát xung quanh. Gần như trống vắng lực lượng lao động dân sự tại đây sau khi Ukraine trải qua hơn 2 năm xung đột vũ trang với Nga. An ninh được thắt chặt tới nỗi phóng viên của Washington Post cũng phải bỏ lại cả các cây bút dạ để được vào trong. Tuy nhiên, trước mắt phóng viên, ông Zelensky vẫn hoạt bát và đầy tính chiến đấu. Xuất thân là diễn viên, Tổng thống Zelensky vẫn giữ lại một số thói quen nghề nghiệp trước đó của mình. Ông vẫn thường xuyên mặc bộ đồ quân sự, gồm áo phông và quần dã chiến. Tại dinh Tổng thống, ông trông đỡ hốc hác hơn so với cách đây hơn một tháng khi ông tham dự hội nghị an ninh tại Munich của Đức. Dường như ông thích thú với nỗ lực làm biểu tượng của dân tộc trong thời chiến. Tổng thống Zelensky cho rằng trì hoãn của Quốc hội Mỹ trong việc phê chuẩn gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ thực sự gây cho Ukraine nhiều tổn hại. Theo ông, quân đội Ukraine không thể lên kế hoạch tác chiến cho tương lai trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ tranh cãi về gói viện trợ trong gần 6 tháng trời. Ông cảnh báo lực lượng Ukraine có thể phải rút lui để giữ tiền tuyến của mình và tiết kiệm đạn dược. Ông Zelensky cho biết, nếu thiếu vắng sự ủng hộ của Mỹ, điều đó có nghĩa rằng chúng tôi không có phòng không, không có tên lửa Patriot, không có thiết bị gây nhiễu phục vụ tác chiến điện tử, không có đạn pháo cỡ 155mm. Tức là chúng tôi sẽ phải lùi lại, phải rút lui từng bước một. Để mô tả tình hình chiến sự, Tổng thống Zelensky lấy ra một tờ giấy và vẽ lên đó một số hình đồ đơn giản về khu vực chiến sự. Ông giải thích, cần 8.000 quả đạn pháo mỗi ngày để bảo vệ tiền tuyến, nhưng thực tế chỉ có 2.000 quả đạn pháo thì ta buộc phải hành động ít hơn, cụ thể là phải rút lui, thu hẹp chiến tuyến. Nếu phòng tuyến sụp đổ, quân Nga có thể dễ dàng tiến tới các thành phố lớn. Ông Zelensky tiếp tục, chúng tôi đang cố gắng tìm cách để không phải rút lui. Sau khi Nga chiếm được Avdiivka vào tháng 2, chúng tôi đã ổn định tình hình nhờ vào các bước đi thông minh của quân đội chúng tôi. Theo ông Zelensky, nếu mặt trận tiếp tục ổn định, Ukraine có thể vũ trang và huấn luyện các lữ đoàn mới ở hậu cứ để tiến hành một chiến dịch phản công mới vào thời điểm sau đó trong năm 2024 này. Tổng thống Ukraine tóm tắt thực tế tổng bằng không trong xung đột Nga-Ukraine. Nếu chúng tôi không thực hiện các bước đi chuẩn bị cho một cuộc phản công nữa, thì chính Nga sẽ làm điều này. Khi phóng viên hỏi liệu Ukraine có đang cạn kiệt vũ khí đánh chặn và các loại vũ khí phòng không khác để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình, ông Zelensky nhận định, điều đó đúng, tôi không muốn Nga biết số lượng tên lửa phòng không mà chúng tôi đang sở hữu, nhưng về cơ bản, những gì anh hỏi là đúng. Nếu không được Quốc hội Mỹ hậu thuẫn, Tổng thống cho hay, chúng tôi sẽ thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa. Đây là vấn đề, chúng tôi đang tự gia tăng hệ thống phòng không của chúng tôi, nhưng như thế là chưa đủ. Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái UAV, tên lửa và bom chính xác để vượt qua phòng tuyến của Ukraine, đánh vào cơ sở năng lượng và các cơ sở thiết yếu khác. Ông Zelensky cho rằng, trước tình thế đó, Ukraine không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga nhằm tạo ra sự răn đe. Tháng 2 vừa qua, UAV của Ukraine đã tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tổng thống Zelensky xác nhận rằng Mỹ đã cảnh báo Ukraine chớ thực hiện các cuộc tấn công như vậy vào các cơ sở năng lượng bên trong nước Nga. Nhưng ông đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ không thể hạn chế Ukraine dùng các vũ khí do họ tự chế, bao gồm UAV. Ông Zelensky cho rằng ông có thể cản trở các cuộc tấn công của Nga vào mạng lưới năng lượng Ukraine bằng cách buộc Nga phải trả giá tương tự. Ông cho biết mình muốn người Nga cũng phải sống trong tình trạng thiếu xăng dầu và không có điện. Vũ khí mà ông Zelensky mong chờ nhất là tên lửa ATACMS 300 tầm xa. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hệ thống này có đánh vào các mục tiêu trên bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát, đặc biệt là các sân bay, mà từ đó máy bay Nga xuất kích mang theo các tên lửa dẫn đường chính xác, gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine. Các quả tên lửa gắn trên máy bay đó gần đây đánh vào Odessa và vài mục tiêu khác. Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục, ATACMS 300 chính là câu trả lời. Ông nói mình muốn dùng tên lửa tầm xa để tấn công vào các sân bay trên bán đảo Crimea. Khi Nga biết rằng chúng tôi có thể phá hủy các máy bay chiến đấu đó, thì họ sẽ không tấn công từ Crimea được nữa.
cũng giống như với xuồng không người lái trên biển USV đã giúp chúng tôi đẩy lui họ khỏi những vùng biển nhất định. Tổng thống Zelensky nhắc lại hồi tháng 2 ở Munich, Đức, ông đã đưa ra tấm bản đồ các mục tiêu mà Aktam có thể tấn công như sân bay, hệ thống phòng không và các địa điểm khác. Ông Zelensky ca ngợi chương trình của Ukraine về các thiết bị không người lái, drone sản xuất nội địa, bao gồm những chiếc có thể đi sâu 1.000 km hoặc hơn nữa vào bên trong lãnh thổ nước Nga. Nhưng ông đồng thời cảnh báo rằng chỉ có drone là không đủ để giành chiến thắng, vì đây vẫn chỉ là drone chứ không phải là tên lửa. Tổng thống Zelensky cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden thận trọng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine là do ông ấy thận trọng với nguy cơ xung đột hạt nhân với Nga. Tiếp đó, ông Zelensky cho rằng dù Tổng thống Nga Putin sẽ không mạo hiểm sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng ông ấy vẫn là một nhà lãnh đạo không thể dự đoán trước được. Không ai trên thế giới nói chắc được 100% ông Putin sẽ làm gì tiếp theo. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng trước đây Tổng thống Mỹ Obama đã không kiên quyết với ông Putin khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014. Ngoài ra, ông Zelensky nói châu Âu khi ấy muốn yên ổn ở biên giới và muốn duy trì thương mại lớn với Nga. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng ông sẵn sàng cho phép ông Biden đưa quân Mỹ vào lãnh thổ Ukraine để ngăn chặn Nga đưa quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong một diễn biến khác liên quan, mới đây Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ quân đội của Tổng thống Nga Putin có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới, dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Tuy nhiên, ông Zelensky không nói rõ mặt trận nào đang gặp rủi ro. Đài truyền hình CBS News phân tích rằng, các lực lượng Ukraine không được chuẩn bị để phòng thủ trước một cuộc tấn công lớn khác của Nga dự kiến trong những tháng tới. Trong khi đó, bản thân Tổng thống Zelensky không cho rằng quân đội Ukraine không thể chống cự trước cuộc tấn công mới của Nga, mà đưa ra nhận định rằng chúng tôi đã ổn định tình hình ở mức tối đa, xét đến thực tế là thiếu vũ khí, đạn dược, xét đến việc chúng tôi đang bắt đầu chuẩn bị các lữ đoàn cho các hành động tương ứng quan trọng đối với chúng tôi đã ổn định được tình hình, nó tốt hơn so với 2 hoặc 3 tháng trước. Chúng tôi chia sẻ tất cả thông tin với các đối tác của mình và nói rằng Nga sẽ chuẩn bị các hành động phản công, có thể là vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6 tới. Chúng tôi cần được giúp đỡ để chuẩn bị cho các lữ đoàn sẽ chiến đấu vì lãnh thổ của chúng tôi, đặc biệt là trong các hoạt động phản công mà Nga muốn bắt đầu. Ông Zelensky cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đã ổn định tình hình và hiện tại tình hình đã tốt hơn so với 2 đến 3 tháng trước, trong khi Ukraine đang thiếu hụt đáng kể đạn pháo và các loại vũ khí khác nhau. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine đã gặp gỡ các nhà báo trong chuyến đi tới thành phố Sumy. Ở đó, ông đã kiểm tra các hầm ngầm mới ở ngoại ô thành phố. Ông Zelensky tuyên bố rằng toàn bộ lãnh thổ Ukraine đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để ứng phó với số lượng quân Nga ngày càng tăng ở phía đối diện biên giới và các cuộc tấn công vào các ngôi làng xung quanh. Thông thường khi họ tấn công bằng pháo binh và phá hủy các ngôi làng, sau đó bọn họ luôn cố gắng chiếm giữ. Chúng ta không biết ngày mai sẽ thế nào, vì thế nên phải chuẩn bị. Ông Zelensky nhận định rằng Ukraine rất cần thêm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và thêm pháo. Hàng chục tỷ đô la vẫn nằm ở nước Mỹ. Hãy thành thật mà nói, số tiền được Quốc hội, chính quyền Mỹ phân bổ trong phần lớn các trường hợp, 80% số tiền này, ít nhất là hơn 75% vẫn còn ở lại Mỹ. Loại đạn này đang đến với chúng tôi, nhưng việc sản xuất diễn ra ở đó, tiền và thuế vẫn ở nước Mỹ. Trung tướng Oleksandr Pavlyuk, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine tuyên bố rằng Nga đang thành lập một đội quân mới, bao gồm hơn 100.000 binh sĩ, và người Nga có thể thực hiện một cuộc tấn công dọc theo một phần mặt trận Ukraine vào mùa hè này. Tướng Pavlyuk cũng cho biết, mục tiêu trước mắt của quân đội Ukraine là rút một số đơn vị đã mất năng lực chiến đấu khỏi tiền tuyến, tái trang bị và bổ sung nhân lực để chuẩn bị cho kế hoạch phản công trong năm nay. Chúng tôi sẽ sớm ổn định tình hình, chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp binh sĩ sẵn sàng tác chiến tích cực hơn, nắm thế chủ động. Còn theo tướng về hưu người Pháp Jérôme Pélistrandi, Nga đang buộc Ukraine phải lựa chọn giữa việc mất người và mất lãnh thổ. Trả lời phỏng vấn báo La Dépêche của Pháp ngày 27 tháng 3, cựu tướng NATO người Pháp chỉ ra rằng lực lượng Nga đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể từ khi Ukraine rút quân khỏi thành trì Avdiivka ở miền đông hồi giữa tháng 2. Quân Nga đang tiếp cận Chasovia và Kharkov. Ông Pélistrandi cho rằng đây là cái bẫy mà Moscow đang đặt ra cho Kiev. Trên thực tế, Moscow đã đưa ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến thuật cho bộ chỉ huy Ukraine, buộc Kiev phải lựa chọn giữa việc bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ chịu tổn thất đáng kể hoặc rút lui và từ bỏ lãnh thổ. Theo vị tướng này, ngoài những bước tiến về phía tây Avdiivka, quân đội Nga gần đây đã kiểm soát được thị trấn Ivanovsk, phía tây Bakhmut. Điều này phản ánh mong muốn của Nga làm kiệt sức đối phương
Moscow biết rất rõ rằng Kiev thiếu đạn pháo và bằng cách pháo kích không ngừng vào những vùng lãnh thổ này, lực lượng Nga cuối cùng đã ngăn cản Ukraine xây dựng lại hệ thống phòng thủ. Đây là cách buộc họ phải từ bỏ mặt trận và cạn kiệt kho vũ khí. Những nhận xét gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dường như phù hợp với phân tích của tướng Pelis Chandy. Phát biểu trước một hội đồng quốc phòng vào tuần trước, ông Shoigu cho biết quân đội Nga đang đẩy lùi lực lượng Ukraine và không cho phép họ củng cố các vị trí phòng thủ mới. Ông cũng ước tính thương vong của Ukraine kể từ đầu năm là 71.000 người và 11.000 thiết bị. Theo tướng Pelis Chandy, quân đội Nga đang nhắm tới cả Chasovia và Kramatorsk, một ngã tư quan trọng cho hoạt động hậu cần của Ukraine ở Donbass. Ông nhận định rằng nếu Ukraine để mất những vùng lãnh thổ này, đó sẽ là thảm họa đối với Kiev và đặt ra những khó khăn nghiêm trọng về mặt chiến lược và hậu cần. Ông Pelis Chandy cho biết, Kharkov cũng bị pháo kích nặng nề vào tuần trước. Ông nói thêm rằng Ukraine đang ở thế phòng thủ dọc theo toàn bộ mặt trận và cần gấp thêm đạn dược. Nga đang giành thế chủ động trên chiến trường trong bối cảnh nguồn viện trợ của phương Tây cho Ukraine trì trệ. Thiếu vũ khí, đạn dược, Ukraine phải dần chuyển sang phòng thủ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!